Kính chào ông bà cô chú anh chị các bạn nha. Hiện tại bây giờ thì cuối giờ chiều rồi, em vẫn thấy trời vẫn còn mưa nha mọi người, mưa rất là nặng hột luôn. Thì đó, thì ở đây thì vẫn còn đang tưới nước nha mọi người ha, tạt nước ra, tạt nước ra. Đó, tại mộ cậu Năm nè mọi người, nước nhiễu trên đây xuống nè. Nhưng mà tình cảm của bà con cũng như là anh em đồng nghiệp ở đây dành tặng cho cậu Năm thật sự rất là cao cả, rất là xúc động nha mọi người ha. Bây giờ đây là nước nó động vô đây luôn mọi người ha. Ở trên đây thì nó động xuống đây, nhiễu xuống đây. Trời rất còn mưa luôn. Những cái hoa thì cũng đã chùm lại rồi. Khán giả thì vẫn còn ngồi đây ha để xem những hình ảnh của cậu Năm. Phía ngoài thì mọi người thấy không? Khán giả đi viếng mộ cậu Năm xong rồi khán giả mặc áo mưa về. Đang mưa lớn luôn chạy vô. Mà chỉ có cô lớn tuổi với cái anh trai là bão mưa thôi. Còn em bé với chị gái là không bão mưa nha, tại hình như giờ chỉ có mặc áo mưa rồi. Nói chung ra là mưa giờ mùa này ta cũng chưa có chuẩn bị kịp, tại vì bất ngờ quá, những người ta chưa quen với trời mưa đó, thì ta phải ngày nào cũng mưa, cứ nghĩ là mùa nắng thôi đó. Nghĩ cũng hết bão rồi mà sao hôm nay chiều lại mưa to như thế này mới nữa. Hiện tại bây giờ vẫn còn mưa nha mọi người, mọi người thấy không, mưa rất là nặng hột nha. Vẫn còn ở đây khán giả cũng vẫn còn ở đây, anh em YouTuber cập nhật những cái hình ảnh cuối giờ chiều để mọi người xem. Đây, mọi người thấy không, trên mộ cậu Năm thì bông hoa rất là nhiều mọi người thấy không. Đó. Bây giờ thì chút xíu đây sẽ thắp hương cho cậu Năm. Đó. Cậu Năm phù hộ, cậu Năm ơi. Nãy vừa con không chạy vô kịp cái loại mà mưa to quá, cô chưa đốt nhang cái loại đốt thuốc cho cậu Năm. Chút xíu nữa đây con sẽ đốt thuốc cho cậu. Mong cậu phù hộ con cũng như là gia đình, cũng như là anh em tác nghiệp ở đây, cũng như là quý khán giả gần xa. Đó. Kỷ lục của Việt Nam thì chỉ có là nắm tay của cậu Năm tính thời điểm bây giờ là cái thời gian dài nhất và mọi người quan tâm nhiều nhất, cũng như là những khán giả ở miền Tây, miền Bắc, miền núi, khán giả ở nước ngoài đều quan tâm đến mộ phần của cậu Năm. Và hiện tại bây giờ thì càng quan tâm nữa mọi người, rất là quan tâm nữa. Nói chung ra thì càng thấy thương cậu Năm. Bây giờ mưa vẫn còn mọi người ơi, mưa vẫn còn rất nặng hạt luôn. Đây là cô vẫn còn chia sẻ. Phật tại thế là chú này là ba cái gia đình, mỗi lần người đâu có gia đình thầy ở đây, chú gia đình tại đây. Đó, mưa ngày càng nặng hạt mọi người ơi, hình như ngày càng to luôn rồi. Thì mọi người thấy không, cái chậu hoa lan đó, hoa lan này là của cô Nga ở Trà Vinh đó mọi người, cũng giống như video hồi nãy em cập nhật. Thì thật sự nói bây giờ hôm nay mới cận cảnh đó mọi người, đó cận cảnh để cho mọi người xem cái chậu hoa lan như thế nào. Thì mọi người thấy đó, chậu hoa lan này đó, nó rất là đặc biệt cho mọi người ha. Tại dưới đây có sân đá nè, nó rất là hoa, nó rất là đẹp, chỉ có một màu thôi đó. Mà từ Bình Chánh chở vào xuống đây mọi người ơi, shipper chở xuống đây đó. Nghe nói là từ Bình Chánh chở xuống đó. Di chuyển nói chung ra là của shop hoa này cũng rất là kỹ, cũng rất là an toàn, những bông hoa rất là đẹp đó. Rất là chuyên nghiệp nha, gửi đến với một phần cậu Năm có những cái gọi là cái đẹp đẽ nhất đó.
đây cũng là một tấm lòng rất là chân quý của cô Nga ở Trà Vinh. Còn ở đây là tấm hình mà nói chung ra thời mà cậu Năm còn trẻ mọi người. Rồi mưa nặng hạt mọi người ơi. Thật sự mà nói thì rất là xúc động, ngày hôm nay bà con đến thật sự rất là đông. Rất là đông luôn mọi người. Đây là một phần của cổ nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ. Trong đây thì cây đàn của cậu Năm cũng được bao bọc lại mọi người. Mọi người thấy xung quanh mộ cậu Năm là hoa cắm rất là nhiều nha mọi người ha. Ngày hôm nay đặc biệt rất là nhiều hoa. Trời vẫn còn mưa nặng hạt luôn mọi người. Thì em sẽ di chuyển đi qua đây. Đi quay một vòng nữa. Trời mưa mọi người ha, cái chân em mà mưa ướt hết rồi. Cũng cố gắng để mà cập nhật những video mới nhất cũng như là video cuối giờ chiều để cho mọi người xem. Đây hình như có khán giả viếng mộ cậu Năm. Đi thêm một vòng nữa nha mọi người để kết thúc video. Rồi thì chắc có lẽ thì em sẽ kết thúc cái video tại đây nha mọi người. Mọi người xem cho em xin một like, một đăng ký nha.